từ cái dây 1, 2, dây 5, dây 6, dây 4, dây 3 là mình bên xuống. Đó, mình kéo xuống. Còn cái dây 1 và dây 2 mình đẩy lên, có xu hướng đẩy lên. Không phải bend nha, chỉ có đẩy nó lên thôi. Thì nếu như cái điểm tâm nó chính giữa nè, thì mình làm sao cho nó chạy qua hai bên. Cái tâm nó chính giữa thì mình làm e. Cái ở trên nó dưới cũng vậy, e. Nếu như dây 3 thì mình cũng kéo lên, kéo xuống. Dây 1, dây 2 thì mình có xu hướng đẩy lên, đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, kéo xuống. Như vậy để cho nó ra cái... Dây 1, dây 3 kéo xuống, dây 4 kéo xuống, dây 2 đẩy lên, dây 1 đẩy lên. Đẩy lên tại vì ở ngoài này nó hết không gian rồi, mà nếu mình kéo xuống thì nó ra ngoài. Ví dụ như vậy, đẩy lên. Dây 5, dây 6 kéo xuống. Cái kỹ thuật này quan trọng á. Rồi bend. Nói lại nha, bend cái ngón này thì ngón này hỗ trợ luôn luôn như vậy. Bend ngón này thì ngón này hỗ trợ. Chỉ có bend ngón này thì không có hỗ trợ, thì mình phải kiểm soát. À, khi bend lên á, mình thả ra, cái dây 4 nó sẽ ồn theo. Thì buộc lúc đó mình sẽ ngón trỏ này mình để cao hơn chút. Còn dưới này không có cái gì, để sơ sơ cao lên chút cũng vậy luôn. Còn nếu này không có thì phải kiểm soát bằng lòng bàn tay. Okay.